mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có Đồng hành với người trẻ và Tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Các bạn trẻ thân mến, nhớ lại lúc còn ở vườn dầu trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Giê-xu đã đau buồn không ít. Những tâm tư và thổn thức trong lòng, Giê-xu không biết chia sẻ cùng ai. Nghĩ đến những nhục hình, tra tấn, ai mà chả sợ. Giê-xu cũng là một con người như bao người khác, cũng mong ước được thoải mái và an toàn cho bản thân. Một mình lặng lẽ giữa khu vườn vắng ngắt, bao nhiêu nỗi niềm Giê-xu thốt lên cùng cha cách trọn vẹn. Giê-xu hãi kinh trước những gì sắp xảy đến cho mình. Đã có lúc Giê-xu xin cha cho mình thoát khỏi chén rượu quá sức cay nghiệt kia, nhưng vâng ý cha, Giê-xu chẳng thể lùi bước. Cha là điểm tựa của Giê-xu, là nơi mà Giê-xu có thể kín múc cho mình sức mạnh và nguồn vui. Vâng lời cha, chịu để cho người ta dẫn mình đi như một tên tù tội. Vâng lời cha, Giê-xu phải đứng trước một tòa án với bao nhiêu lý lẽ và nhân chứng gian trá, bị điệu từ nơi này đến nơi khác, bị người ta xem như trò hề để giải khuây, bị người ta tha hồ vả má, bạc tai, sỉ nhục, khinh bỉ. Từng đòn roi đau buốt cắm sâu vào thịt xương như muốn rách ra từng mảnh. Những vết thương rỉ ra những giọt máu chảy tuôn không kịp ngừng. Bị phản bội, Giê-xu không oán trách. Bị bán rẻ, Giê-xu cũng không màng. Đinh nhọn kia đang xuyên qua bàn tay Ngài, đôi bàn tay đã từng làm biết bao dấu lạ, đã nắm tay người cùi để đưa họ trở về với cộng đồng, đã cứu chữa biết bao những bệnh nhân lầm lũi. Mũi đinh kia đang xuyên qua bàn chân Ngài, đôi bàn chân đã dong duỗi qua khắp các nẻo đường để mang niềm vui và bình an đến cho người khác. Tất cả những khổ đau ấy, Giê-xu đều chịu được hết. Ngài vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời oán than, không một câu kêu trách. Thế nhưng, có một nỗi đau khủng khiếp xảy đến với Ngài, một nỗi đau lớn hơn tất cả những nỗi đau khác, một nỗi đau gắn liền với cả sinh mệnh Ngài. Khi chịu đòn roi đau đớn hay khi bị sỉ vả nặng nề, Ngài đã chẳng kêu trách ai. Vậy mà Giê-xu đã không chịu được một sự kinh khủng tăm tối của linh hồn, đến độ Ngài đã phải thốt lên, lạy cha, sao cha bỏ con? Trong cuộc thương khó này của Giê-xu, Chúa Cha đã ẩn mình đến nỗi Giê-xu dường như không hề cảm nhận được sự hiện diện của cha. Xung quanh Giê-xu chỉ là một màu đen u ám, dày đặc, giăng kín tâm tư. Vì cha, Giê-xu có thể chịu đựng tất cả. Nhưng giờ đây, ngay cả một chút cảm nhận sự hiện diện của cha bên cạnh để nâng đỡ mình, Giê-xu cũng không có. Một nỗi cô đơn đụng chạm đến tận hữu thể. Giê-xu như bị bỏ mặc bởi hết tất cả mọi người, chỉ một mình chơ vơ hứng chịu tất cả. Nỗi đau vì đòn roi nào có thấm thía chi? Nỗi đau khi không cảm nhận được cha ở kề bên mới là điều khủng khiếp. Thiên Chúa Cha đã im lặng hoàn toàn.
Cái im lặng ấy của Chúa Cha đã đẩy những đau khổ của Giê-xu lên đến đỉnh cao nhất. Đấy mới là thập giá thật sự của Giê-xu. Đấy mới là cái khiến Giê-xu hy sinh tột cùng. Những giây phút không cảm nhận được sự hiện diện của Cha bên cạnh mình. Các bạn trẻ thân mến, cái gì càng quý giá đối với chúng ta càng làm cho chúng ta đau khổ khi mất nó. Đối với Giê-xu, gia sản cao quý nhất không gì có thể so sánh được là Chúa Cha. Giê-xu có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn thể xác và tinh thần mà không than oán gì. Nhưng Giê-xu không thể chịu đựng được một giây phút nào vắng bóng Cha. Đối với Giê-xu, Cha là trên hết, là tất cả, là sự sống của mình. Còn chúng ta, cái gì là quý giá nhất? Dường như đối với chúng ta, có Chúa hay không có Chúa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bỏ lễ, bỏ tham dự các bí tích cũng chẳng có chuyện chi. Ta xem nó bình thường và lắm khi còn xếp những trợ giúp thiêng liêng ấy vào hạng thứ yếu trong đời sống của chúng ta nữa. Tương quan với người khác, với gia đình, người thân có khi cũng chẳng mấy quan trọng. Cùng lắm là không nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện với nhau, chả cần chi phải để ý. Đối với ta, mất đi một khoản tiền mới làm ta đau đớn, day dứt, mất ăn, mất ngủ. Mất đi một chỗ đứng mới khiến ta buồn phiền, lo lắng, bất an. Ta muốn mình phải là trung tâm của vũ trụ, muốn người khác phải khen mình, nên ta chấp nhận đánh đổi tất cả để chỉ được chút công danh và vị thế. Thế nên, Chúa của ta không phải là Thiên Chúa, chủ tể của trời đất, nhưng là đồng tiền, là hư danh, là quyền lực. Ta với Giê-xu sao mà khác xa quá. Nếu có lúc nào đó bạn thấy đời mình như có một màn đen ụp tới, mất hết định hướng, mất hết niềm tin, mất hết tia sáng, chúng ta hãy noi gương Giê-xu. Thật ra Chúa Cha vẫn ở với Giê-xu chứ không hề xa lìa Ngài. Chúa Cha chỉ hiện diện theo một cách thức im lặng và ẩn mình thôi. Nếu chúng ta vẫn cố gắng kiên trì như Giê-xu, vẫn vững niềm tin như Giê-xu, một ngày nào đó Chúa Cha sẽ lại tỏ hiện và thưởng công xứng đáng cho ta bằng những an ủi ngọt ngào và vĩnh cửu. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giê-xu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con lắng động tâm hồn bằng cách chú ý đến hơi thở và nhịp đập trái tim mình. Chúa đã ban sức sống cho con qua từng chuyển động nhỏ nhặt diễn ra trong ngày. Con có nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi những chi tiết này không? Con có nhận thấy mình được Chúa nâng niu chăm sóc từng chút một không?
con nhẩm lại những điều mình vừa khám phá ra. Dâng lời tạ ơn vì sự sống và tình yêu Chúa đã nâng đỡ con suốt ngày qua. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.